Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ chiều ngày 17 tháng 5 đã khiến nhiều nhà dân sinh sống dọc suối Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu trong nước. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 5 tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng. Tại trạm phường 12, thành phố Đà Lạt, lượng mưa ghi nhận đạt 114mm. Sau nhiều giờ đồng hồ, mưa từ thượng nguồn đổ về khiến cho khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ. Ghi nhận tại các con hẻm 14, 24, 26, 36, 46, đường Trương Văn Hoàng, phường 9, thành phố Đà Lạt, hàng chục nhà dân bị ngập cục bộ từ 0,5 đến 1 mét. Đến gần 18 giờ cùng ngày, nước đã cơ bản rút hết. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra trận mưa giữa buổi chiều, nhiều gia đình khóa cửa đi làm nên không kịp di chuyển đồ đạc gây hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đang tiến hành thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra.